cháu tôi dắt đi, còn như ta đám dỗ nó hoài ta đi, con cháu tôi nhà bị nhốt ở nhà, đừng có chán mướn ta, cháu tôi nhà nhốt ở nhà. Trời, là ngày cô đi làm là cô nhóc có hai đứa nhỏ trong nhà luôn. Gửi cho bác đó, rồi bác nó khi không có nhà, để nó nhà nó bác nó nhà cũng để nhà nó không chịu, gửi chán mướn cho người ta để nhà nó không chịu. Nó còn đi theo bà nội. Giờ như thế là không bỏ được. Này gì bây giờ, mất tay đến chừng còn hơn con nữa. Dạ. Đi đâu về, bà nó ôm nó cũng nói, con không có bỏ bà nội đâu bà nội ơi, bà nội nuôi con đi. Rồi giờ sao mấy chú sao bỏ được. À, từ trước cái giờ thì cái người mẹ của hai đứa bé này là bao nhiêu đời chồng rồi cô? Nói nghe nói nó có chồng trước hai con, với gặp con tôi nữa, với bây giờ nó thêm mang bầu nữa là nó ba đó. Con nhỏ đó nó mẹ bà không đi lên mà bắt con nhỏ này về là tôi đem đi xa đó. Chỉ vì 2 triệu thôi mà phải bỏ hai đứa con ruột của mình, đứt ruột đẻ ra là bỏ cho cô đi luôn hả? Cô cho con hỏi là hình như là cô hồi nãy là cô có nói là giới thiệu là cái chiếu này á, là cô ăn cơm ở đây hay là các bé ăn cơm ở đây hả? Ba bà cháu ở trải đây nè. Trải đây ăn cơm mà. Dạ. Ăn cơm. Cả nhà ngồi xuống nè. Cái chiếu mà nó thấm nước nè. Mà đen thui luôn cả nhà. Nước ngập lên nữa. Nước ngập lên luôn. Ngập đó nó mới lâu vô rồi, nói trời mưa nó lâu vô đó. Trời ơi nè. Cưng ghê không? Cưng ghê không? Trời ơi. Trời ơi cưng ghê luôn nè. Ở đây xác bà xong nữa nè. Trời ơi cưng quá chừng luôn. Cái nhà này. Ờ, cái vô cái nhà nè. Cơn nha chị. Chị ơi, không thấy bé này là kết rồi, gấp vô liền nè. Vô vô con. Trai. Con tao để nó con chào cả nhà. Mấy đứa lặng. Thôi trước mắt thì mình đứng ở đây đã. Thôi từ từ đi. Trời ơi nè để đâu nè. Dạ con chào cô. Dạ. Dạ. Chào cô. Cái gì nữa nữa? Thì vô. Vô mà cái cảnh. Vô nói cảnh liền à. Đi vô. Dạ dạ để tấn vô trước nha. Đó đi vô. Đó tao. Trời đất ơi. Cũng như vậy đó. Dạ ăn cơm. Cơm hả? Cơm cũng dưới mồi dưới. Chiếu này ăn cơm hả? Cái này mở ra được không cô? Ngồi xuống vào. Rồi hai đứa nhỏ luôn cô. Dạ cô. Mấy đứa nhỏ. Hai đứa. Dạ em. Dạ. Cô cho con hỏi là cô tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi vậy? Năm nay 62. 62 tuổi hả? Rồi nghe nói là các con của cô là đi đâu hết trơn hay sao? Dạ, nó ở riêng cái tư hết rồi. Còn ở đây mà đều nó ở riêng hết rồi. Rồi cha mẹ của hai bé này là ở hiện tại ở đâu? Về cha nó thì đi mặn nuôi nó, gửi cũng lâu lâu cũng gửi về 500 triệu, còn mẹ nó bỏ đi theo trai à. Trời ơi. Rồi. Có cái đèn nào sáng sáng hơn xíu không cô? Cô có biết lý do tại sao mà mẹ nó bỏ đi theo trai không? Cũng không biết nữa, bị tôi ở riêng, tôi đi mặn tối ngày không có ở nhà. Thì cô đi làm về là bỏ trốn đi luôn hả cô? Nó bắt nhỏ này đi rồi sau này nó mới kêu lên rước rồi về đó. Nó nuôi nổi thì nó kêu về. Thương cho tụi nhỏ quá. Rồi tụi nhỏ nó có nhớ ba mẹ nó không? Có thường kêu tên ba mẹ không? Không. Nhỏ nó chưa biết gì đâu. Chưa biết luôn. Là khi mà bỏ hai đứa nhỏ với là lúc đó hai đứa nhỏ lớn chưa? Nó mới bỏ có hồi lễ Noel tới giờ. Trời ơi, là tiên bỏ ngang cái gộp đi luôn á hả? Ừ, đi bỏ ngang cái gộp, bây giờ nó có chồng khác rồi. Trời đất. Noel coi như cũng gần cả năm, hơn nửa năm rồi đó. Hơn nửa năm rồi. Con trai, mẹ con đâu? Nói con. Mẹ con đâu nói đi. Mẹ con trên cha con. Gì? Trên cha con là mẹ con á, mẹ chúc con đâu? Mẹ chúc con trên ruộng á. Ủa? Không liên không? Trên ruộng đâu? Mẹ chúc con á, mẹ chúc con á. Bây giờ ở đâu? Biết rồi nó không biết. Không biết luôn. Không biết luôn. Bé gái coi. Bé gái à? Không, nhỏ quá. Nhỏ quá, không biết. Nó biết hết trơn chứ, tại nó sợ á. Bé gái được bao nhiêu tháng tuổi rồi cô? Nó 3 tuổi rồi. 3 tuổi? Dạ. Mẹ con đâu rồi con gái? Nói con, nói cho bác nghe. Ít nói chuyện lắm. Nói chuyện dữ lắm mà đều ít nói lắm. Dạ. Thì hôm nay thì tụi con cũng được chính quyền địa phương giới thiệu cho cái hoàn cảnh của cô. Dạ. Thật sự thì tụi con tới đây tụi con cũng không biết cái hoàn cảnh của mình như thế nào á. Rồi cô có thể là kể lại cái hoàn cảnh của mình là như thế nào được không cô nhỉ? Thì hoàn cảnh của tôi là nào giờ ở đây sớm này ai cũng biết á, tôi đi mằng mướn ăn không mà mằng hết mằng cỏ thì đi lụm mũ. Dạ. Chứ tôi không có ruộng có đất gì hết. Dạ. Thì mằng mướn ăn không từ nào ai mướn gì mặn nấy. Dạ. Rồi cô hiện tại là cô ở đây một mình hay là ở với chồng của cô? Không có chồng. Cô không có chồng luôn. Dạ, không cô có chồng. Không có chồng hả? Dạ không có chồng. Dạ. Chồng cô được hai mấy năm rồi. Dạ. Được cô được mấy người con cô nhỉ? Ba thằng trai không à, bây giờ nó có vợ có chồng mà nay thằng nào cũng nghèo hết trơn rồi, nó đâu giúp cho mình được. Dạ. Tự bà cháu sống lên, đi mặt nuôi cháu. Dạ, tức là hai đứa nhỏ này là con của người con gái của cô luôn. Con của thằng Út.
rồi vợ nó bỏ rồi, mẹ nó bỏ, vợ nó bỏ rồi, giờ nó đi kiếm sở nó làm. Nó thì kiếm sở nó làm rồi, rồi đặt nó rồi cũng kêu tiếp tiền cho tôi mua sữa rồi cho con nó uống, con hằng này đi học. Dạ. Rồi lâu nó cũng có gửi chừng tháng thì nó cũng gửi được 500. Vậy tháng có 500 mà cô? Vậy chứ bằng cái này bằng không có công ty bằng cũng không có được. Anh làm gần đây không cô? Không biết, giờ nó không biết nó đi đâu nữa. Đi ghe hả, đi đâu mất tiêu rồi, điện không được nữa. Rồi khi mà mẹ bé bỏ đi từ thừa Noel tới giờ đó, có liên lạc bé được tiếng nào không? Không, không hỏi thăm con, thăm cái gì hết trơn. Không có phụ cấp gì luôn á hả? Không, không có. Không tin hỏi hết chốn này coi. Lại thêm một cái hoàn cảnh nữa tạo ra nhưng mà vẫn bỏ bê như vậy cả nhà. Dạ. Dạ. Cô có hiểu lý do tại sao mà mẹ các bé lại bỏ các bé như vậy không? Cũng không biết nữa, vợ chồng nó ở dưới này rồi tôi đi làm tới ngày về nghe nó sáng nó đi mất tiêu rồi, biết đâu. Là sao cô? Té con, đi xuống con. Tôi ở đi xuống, xuống. Ngủ ở trển đó, hai chồng nó dưới này rồi sáng lại rồi xuống đây rồi mấy đứa này đó, rồi còn vợ mãi đi mất tiêu bỏ con ở lại rồi. Rồi có cự cãi gì không? Có biết đâu à, tôi đi mặn tôi có biết đâu, chứ thằng ngủ trển tối nữa trển rồi cự cãi. Sao cô không có trả mấy đứa bé này về cho mẹ nó đi? Nó không bắt, nó gửi mà nó trả. Thì mình phải có một cái trách nhiệm nào đó chứ. Làm mẹ tạo ra được con thì phải có một trách nhiệm, giống như là bây giờ là gửi cái người mẹ đó đúng không? Dạ. Gửi cho cô, rồi dạ. Cô nói làm sao? Vậy cho cháu mình bỏ đâu giờ? Không, nhưng mà cô nói gửi không? Cô nói gửi gắm gì không hay là như thế nào không? Nó kêu lên bắt, nó kêu bây giờ bà nội thì lên bắt đi, đặng nó đi làm. Sau khi này có tiền rồi nó gửi về nuôi tiếp. Thì thấy vậy mình lên bắt cháu mình về, nó không có nuôi miếng. Mà từ lúc Noel tới giờ là mấy tháng rồi? À biết rồi, mấy tháng. Rồi, tấn cho là 7 tháng đi. Ừ. Rồi 7 tháng trời đó là có gửi về đồng bạc nào không? Không hỏi thăm luôn. Không hỏi thăm. Mà cái lúc đi thì gửi gắm cho cô, nói là cố gắng làm để gửi tiền về nó cho các con. Nó đi. Rồi nó trốn bắt nhỏ này, bỏ thằng đó lại. Rồi đâu cũng 2 tháng rồi nuôi không nổi, rồi nó điện lên bắt nhỏ này về. Thấy vậy tôi đi hỏi tiền tháng về, tôi đi ôm về. Hỏi tiền tháng nữa. Tháng chị ơi, em nhắc là em xin phép chúng nha. Em nghe chị nói em cũng nổi nóng quá. Thiệt luôn á. Sao kêu lên bắt lên thì chị không nói là con bay nuôi đi, chứ giờ tao già rồi mà. Mà bay kêu tao nuôi rồi sao? Bà, nếu bà không lên bắt thì bị gì, nó đẻ ra rồi có một tháng là nó bỏ cho tôi rồi. Rồi cái sau khi này nó về đây nó ở đâu cũng 3-4 tháng cái nơi tôi trả nó lợi gì đặng tôi đi làm. Rồi cái nên bây giờ nó nói nếu bà không lên bắt thì tôi đem nó đi xa. Rồi dưới này ai cũng nói trời ơi vậy là coi chừng nó bán nhỏ đi á. Không phải đâu, nó hù vậy thôi chứ chị nghe chị sợ nói, chứ làm sao mà đi bán. Tại vì ở đây đó, bà con của bác mình không biết. Nó có chồng trước hai đứa con, nó hai đứa nó lớn rồi, con gái mà năm nay là 8 tuổi rồi mà nó nhờ được mà nó còn vẫn bỏ mà. Bỏ là bỏ sao? Nó bỏ hai đứa con lớn của nó. Hai đứa con nó có chồng trước. Bỏ hai đứa con lớn của nó là bỏ ai nuôi? Chồng nó bắt gì đó mất tiêu rồi, nó sau nó mới ở với bà này là con tôi còn thanh niên. Thì nhưng mà hai đứa nó cũng bỏ luôn. Chuyện quá khứ rồi em không hỏi đi. Nhưng mà ý em nói như chị thấy, nếu mà chồng lớn nó nuôi hai đứa con là tại có người nuôi nó mới bỏ. Rồi bây giờ là hai đứa nhỏ này cũng tại chị gánh là nó mới bỏ. Chứ chị bỏ cũng phải chị bỏ thử coi nó con của nó sao. Vậy cháu mình sao mình bỏ được? Nó nói bà không bắt thì tôi bà không bắt. Thôi tôi vậy là mấy bà cứ gánh hoài luôn, chết luôn. Luôn, luôn thấy vậy cháu mình bỏ sao được? Ờ con nó mà chị lo gì vụ đó. Thì con lớn nó còn bỏ được mà hú gì như hai đứa này. Tại vì hai đứa này nó ở tôi từ nhỏ lớn hỏi hết trơn đây ở từ mới đẻ ra lọt lòng luôn. Cô ơi, cô cho con hỏi thêm cái này cái nữa nè. Là tức là hai vợ chồng, tức là ba mẹ của bé nè, khi mà đến với nhau á là có cưới hỏi không mà sao nghe bỏ mà bỏ cái gọp vậy cô? Không. Nó sắp nhau nó ở rồi lúc đó tôi theo mấy đứa này tôi mặn ở Phú Quốc rồi nó dắt ra tôi cũng không biết gì. Tức là sắp vô là đẻ hai đứa ra luôn, đâu có cưới hỏi gì hết. Không có cưới hỏi gì hết. Bởi vì đâu có cái gì ràng buộc đâu. Không phải cũng như vậy nè. Em nói vậy là chị không đồng ý. Dạ. Không có ràng buộc nhưng mà mình làm cha làm mẹ là mình phải có cái trách nhiệm. Đúng rồi. Coi như cái tình mẫu tử thiêng liêng là mình phải cái tự có trách nhiệm chứ đợi ai ràng buộc mình. Dạ. Đâu có ràng buộc được. Đấy. Với thằng con tôi nó nói mẹ ơi mẹ đi hỏi tiền tháng đi, mẹ bắt hai đứa nhỏ về để nó bán cho người ta
Bây giờ nghe nói bán nó cũng sợ. Cái gì hù cô là bán mấy đứa nhỏ hù cái bà đi nổi tiền tháng về. Thằng con nhỏ đó nó mẹ bà không đi lên mà bắt con nhỏ này về là tôi đem đi xa đó. Thì bây giờ đâu nè, em nói vậy nè, chị không nấu rồi con mày muốn làm gì mày làm. Thử coi nó nói sao. Tôi cưng nó quá trời, thành ra nó ở tôi lọt là chị cũng muốn gánh rồi chứ. Bởi vậy nó biết vậy nên nó hù bà riết ha. Thôi cô bắt bây giờ con hỏi cô nè, cô có số điện thoại của mẹ của bé không? Không đi đâu. Con gọi. Nó mất luôn mất tiêu đâu. Có tụi em gọi thử coi nó nói chuyện sao. Không. Nó đi rồi nó xách số điện thoại luôn, đâu biết đâu, không biết số gì đó. Đi ngắt liên lạc luôn hả? Ngắt liên lạc luôn. Nó có chồng khác, hình như có chồng khác. Con vẫn hiểu thấu cái nỗi lòng là tức là mình là người làm bà, đúng không? Mình các con mình đẻ ra mình thương các cháu. Nhưng mà với một cái điều kiện là mình phải còn sức lao động, mình có như thế gánh như nào. Bây giờ các cháu không có ăn thì bà lấy đâu tiền đâu ăn. Thì bây giờ còn một hơi thở cuối cùng mình cũng phải nuôi nó chứ, lỡ tôi có chết bất tử thì nó cũng còn cha nó nuôi. Bây giờ cha nó đi mần thì giao lại cho mình, thì lâu lâu nó cũng gửi được có tiền nhiều. Tháng 500 làm gì? Tháng 500 sao mà đủ sữa, không đủ tiền sữa cho mấy nhỏ luôn đó, đừng nói tiền tả. Ơi, rồi bán thì bán đi đâu cô? Bán gì? Cũng như bà sợ, chị sợ vậy chị sợ đi đâu? Nó khóc tôi hoài, nó về nó khóc mẹ ơi. Mẹ đi bắt nó về đi, để con nhỏ kia ai chứ nhỏ đó nó dám bán không rồi. Thì con nó chị để nó làm sao chứ, chị gánh chị khổ quá trời. Cái ai không thương. Nhưng mà hai cái đứa con trước á, chồng trước của chị đó là chị đang hiện tại đang ở đâu? Bây giờ nó thôi nó đi đâu mất tiêu ai biết. Chồng trước của nó hồi đó ai biết. Nhưng mà có bán các con không? Chồng nó bắt đi đâu về ngoài quét ngoài quải gì giống như là một đi vào một cái bến xe đổ vậy đó. Nó đi xe coi như là nó bỏ con không đó. Chồng nào nó cũng bỏ rồi, con rồi. Bây giờ nó có bây giờ nó có người khác ơi, nó có chồng khác, bây giờ người ta gặp nó bữa hổm về mang bụng chà bá nữa rồi. Lại mang bụng nữa hả? Mang bụng đẻ nữa. Gặp nó đâu trong xóm mà không có về đây. Người ta nói một câu là hổ mẹ con mang thịt con, nhưng mà hổ mẹ vô bỏ bê con rồi bơ bắt kia thấy không được rồi. Đúng vậy, người phụ nữ này là cặp với người đàn ông này sinh cho mấy đứa con để cho đó nuôi. Coi như là lấy con đó, chồng chuối lấy con không. Tiếp tục là mưa qua bên đây đẻ thêm hai đứa rồi bỏ. Rồi cho bên đây nuôi, rồi tiếp tục quen một người khác nữa. Hiện tại đang có bầu nữa. Đang có bầu nữa cơ. Nó mang giờ mang có bầu vừa hơn 60 tháng gì rồi. Rồi sao mà tệ dữ vậy? Người phụ nữ này sao lạ lùng quá. Tệ luôn chứ lạ lùng gì không? Nghe mình tức luôn đó. Là từ trước cái giờ thì cái người mẹ của hai đứa bé này là bao nhiêu đời chồng rồi cô? Nói thì nghe nói đó có chồng trước hai con với gặp con tôi nữa, với bây giờ nó thêm mang bầu nữa là nó ba đó. Là ba đời chồng, năm đứa con. Năm đứa con. Dạ, anh chị ấy năm nay bao nhiêu tuổi? Nó hai mấy à, hai mươi heo quá vậy. Hai mươi mấy tuổi? Hình như tuổi heo quá vậy. Trước đây thì ở với con cô là được bao nhiêu năm? Nó ở với con tôi là 6-7 năm rồi, đẻ thằng này là 5 tuổi rồi nè. Thật cái hồi đó thì ở chung với cô không? Còn ở chung nó bị đi mặn ở ngoài Phú Quốc ấy, nó ra ngoài rồi sẵn đó, rồi nó ở chung nhà trọ luôn. Rồi có khi nào mà cái người con gái nó có phiền lòng hay là nói gì cô không? Rồi nó chửi tôi hoài chứ nói gì. Tại sao lại chửi cô? Không biết, nói với nhỏ. Là chửi như thế nào cô có thể là kể lại? Nói với nhỏ dâu thứ ba đó, hai đứa chửi lộn tôi đi. Tức là chửi như thế nào đâu. Cô? Chửi là chửi thế nào cô có thể tâm sự tụi con được không? Nó chửi vậy nè, nó bị gì là tôi đi mặn mướn ở đây là khó có xài nước của người ta, không có cho tôi mặn mướn, tôi mới mượn tiền người ta là 5 triệu đi về là xây cái nước, tôi mới nói được nhỏ chển mà chịu 2 triệu, nhỏ này chịu 2 triệu, rồi tao thì tao chịu không chịu, tao chịu mới tưa rồi xây đàng hoàng, rồi cái nó trả 2 triệu 2 triệu, cái bây giờ nó sửa sẵn nó ý định nó muốn đi hay diễn biết, nó kêu tôi phải trả 2 triệu cho nó đi. Rồi tôi nói tao trả 2 triệu mày, con mày ở đây lấy gì xài. Cái hồi bây giờ nó không ở với mãi nữa thì lúc đó nó cự lộn. Ý là cũng chỉ vì 2 triệu thôi mà phải bỏ hai đứa con ruột của mình. Đứt ruột đẻ ra là bỏ cho cô đi luôn hả? Dạ, hồi lúc đó là nó cự lộn chứ nó chưa đi. À dạ. Rồi chừng từng lễ sau á, không biết cái này sẽ làm sao, tôi đi mặn tối ngại tôi không có nhà. Dạ. Nó đi rồi sáng nó nói chút đi mất tiêu rồi. Mà con hỏi cô nha. Cô có làm gì cho con dâu của cô buồn không? Trời ơi, mấy chú hỏi hết trơn, cái này tôi mà ở tôi không được rồi, không ở nhà. Tôi có 1.000 hả, con than mẹ, con không có gạo ăn, cũng móc đưa cho mua gạo ăn. Tôi, sao, cái đó tôi nói thiệt luôn. Ở đây con thấy tụi con nhắc tới con dâu cô lại khóc rồi, làm sao vậy cô? Cô nói tụi con biết được không? Tuổi. Tuổi là tuổi làm sao? Tuổi, mấy chú hỏi tôi, mấy tôi nói là bình thường, thì coi như là cháu tôi dắt đi, còn như người ta tám dỗi nó hoài, trở đi, con cháu tôi nhà bị nốt bây giờ. Người chén mướn người ta, cháu tôi nhà, nhốt tôi nhà. Trời ơi, là ngày là cô đi làm là cô nhóc hai đứa nhỏ trong nhà luôn.
gửi cho bác đó. Rồi bác nó khi không có nhà, để nó nhà nó bác nó nhà cũng để nhà nó không chịu, gửi chén mướn cho người ta để nhà nó không chịu. Nó còn đi theo bà nội. Bỏ nhà đi gửi chén mướn cho người ta mà sao mà đem theo con theo được, con cháu được. Cũng vừa trách nhưng mà cũng rất là đau lòng cả nhà, tại vì thật sự ra mà nói là người bà đâu có tội tình gì đâu, các con đẻ ra đâu có tội tình gì đâu, mà bây giờ bà thương cháu thì phải ôm thôi. Giờ như thế là không bỏ được, tại vì bây giờ mắt ta nó chừng còn hơn con nữa. Yeah. Đi đâu về nó ôm con không có bỏ bà nội đâu, bà nội ơi, bà nội nuôi con đi, rồi giờ cho mấy chú sao bỏ được. Bà nội khóc rồi kìa, ôm bà nội đi, nói bà nội làm sao. Sao các con ấy đây đi, ôm bà nội kìa. Bà nội khóc rồi kìa. Bà nội lại bỏ các con nữa đó. Chết rồi. Trời ơi. Cái cảnh này. Tao hỏi xin biết nhiều đó, không? Đừng ai đổi xin đưa tôi chữ không chịu. Cháu tôi không có cho ai hết được. Dạ. Tao hỏi xin nhiều tao nuôi chứ không phải gì. Thật sự á, con cũng tính đang nói á, nếu dạ. như mà cô không nuôi nổi thì tụi con xin có được không? Nhưng mà cô nói vậy thì con không dám xin luôn á. Coi nào chừng nào tôi chết ai cũng bắt chứ cháu tôi không cho ai hết được. Là có rất nhiều người xin cô hả? Là cô, là cô la người ta, cô chửi người ta luôn. Nó không, mấy bà mà hỏi xin lần nữa là tôi không nhịn mấy bà đâu. Cháu tôi đang nuôi, mấy bà thấy tôi là mũ giò cẳng tôi nó chân ở chân mà tôi còn nuôi cháu tôi bây giờ, mấy bà hỏi xin cái gì. À, đây cũng là một nghị lực của một người bà mà thật sự. Bữa nào mà tôi bán ngủ không được tôi thương tôi cháu lắm mới như vậy đó. Ừ. Chứ chắc bình nước về bán mua sữa cho cháu uống cho nhúc khắc đó, ai xin cũng cho đâu có dễ gì. Ừ. Cô cũng nghĩ là các con của cô là tạo con ra. À, con hỏi thiệt cô nha, từ trước đến nay á, cô có đã từng bỏ con của cô chưa? Không, không có bỏ, không có người nào chứ. Đi ra rồi là ở dưới này rồi phải nhớ đứa kia chứ, không bỏ dạ. con được. Là cô không có bỏ các con cô đúng không? Không. Nhưng mà cô nhìn thấy các con của cô bỏ các cháu của mình bơ vơ bất vất như vậy để cho một bà nội lớn tuổi nuôi thì cô có suy nghĩ gì không? Suy nghĩ gì giờ nuôi nó làm phước nó thì nuôi suy nghĩ giờ giờ à. Thì hồi đó chồng tôi chết con tôi cũng nhỏ nhỏ gì thằng nhỏ như lớn rồi. Tôi dạ. cũng đi bằng mướn bằng thuê thằng lớn ở nhà nuôi với thằng nhỏ đi bằng mướn tới chừng này mới về nè. Hồi đó đi bằng mướn là một ngày 6 giờ sáng đi là 6 giờ chiều mới về có 15.000 bạc. Ừ. Cô có thể nói con biết được là hàng ngày á, khi mà cô nuôi hai đứa nhỏ nè, sinh hoạt hàng ngày cô như thế nào? Đi làm mũ còn ai mướn cửa chén rửa, không có thì đi làm bằng cỏ, ai mướn bằng cỏ thì có khi lâu lâu cũng vô nhà thờ bằng cỏ, nhà thờ cho gạo. Dạ. Cô nay bao nhiêu tuổi rồi? 62 rồi. Dạ. Cô lụm bao lâu nữa rồi, trong khi đó mấy đứa nhỏ càng ngày càng lớn rồi cô sẽ nuôi như thế nào đây? Lớn rồi chừng nào chết thì trả là cha nó. Bây giờ thì sao cô không ngồi với là cha nó đem gì nuôi đi, sao cô phải ôm như vậy cho nó cha nó cực cái thân còn lông đông còn đi ra đi đồ nó kiếm tiền kiếm bạc cũng ngày gần đây cũng phải trả cho cha nó chứ đâu có nuôi hoài. Bây giờ cha nó cũng khổ quá trời khổ rồi, bây giờ cũng phải gắng nuôi con tiếp nó cho nó đi làm chứ. Dạ. Nhà nào nên nhà lấy. Dạ cô cho con hỏi là hình như là cô hồi nãy là cô có nói là giới thiệu là cái chiếu này á là cô ăn cơm ở đây hay là các bé ăn cơm ở đây hả? Ba bà cháu ở trải đây nè. Trải đây ăn cơm mà. Dạ. Ăn cơm. Cả nhà ngồi xuống nè. Cái chiếu mà nó thấm nước nè. Mà đen thui luôn cả nhà. Nước ngập lên nữa. Nước ngập lên luôn. Ngập đó nó mới lâu vô rồi, nói trời mưa nó lâu vô đó. Cô có thể là cho tụi con đi tham quan nhà một vòng được không? Đi. Dạ dạ cô đi với con đi. Đi với con nha. Đi đây đó đi, ổng đi con. Cô đi với con đi. Dạ. Rồi đi con sợ là đi bỏ mấy đứa nhỏ nè. Nó sợ. Đây cả nhà. Cái ngôi nhà thì cái này nó có dột không cô? Dột, sao mà dột nát hết chứ. Hả? Ơi sao mà dột? Là bữa không cô, buổi tối là cô ngủ ở trong này hả? Dạ. Tối ngủ trong này. Ở trong này thì có dột không cô? Trong này cũng lâu lâu. Cái này biết dột nè, phải không? Cũng lâu lâu có nhiễu miếng mà lớn nó mới dạ. nhiễu. Rồi nước nôi ở đây thì mình xài sao? Sao mà con vô đây con nói xin lỗi cô cho hơi hôi vậy đúng không? Tại vì biết sao không? Dạ. Mà xung quanh nè ban chuột nó thuốc. Trời ơi, chuột chết. Bằng đêm nó làm gần như ma vậy. Là thuốc đó, nó chết. À, chết bà cháu dùng. Hàng ngày là sinh hoạt trong cái không gian bếp như vậy hả? Dạ. Ở nước lấy ở đâu? Nước bằng mơ tư ở trên bát bát nó kéo về. À là sinh nước. Sinh nước của nhà hàng xóm để xài. Không. Dùng cái này không phải. Nãy giờ nhà. Nói đó. Hùng nó cây nước đó. Hùng cái cây nước 4 triệu mà bắt nó chịu 2 triệu nó đòi đó. Nó đi nó đòi đó. Trời ơi. Nó đi nó đòi 2 triệu thôi. Rồi con tôi nói bạn không có trả.
nó đi thì đi đi, bà không có trả bà trả này, rồi mấy nhỏ xài gì nó không cho trả. Cô đi làm là cô dẫn theo hay là cô nhốt nó nhà? Gửi cho bác ba nó. Gửi cho bác ba. Ừ. Hồi nãy là cô nói là nhốt ở trong nhà đúng không? Nhốt trong nhà là cũng như đi rửa chén rồi bác ba nó nhốt nó trong nhà, rồi nó khóc nó đòi theo á. Đi rửa chén mướn người ta. Tức là nhốt ở trong nhà, bắt buộc mình phải nhốt ở trong nhà để bà đi rửa chén vậy thôi, chứ thật sự không có ai giữ đâu cả nhà. Tội dữ lắm luôn á, đây này. Đứa bé này nữa. Bé trai này có được đi học không con? Có, nhà thờ mới dạy nó năm nay trụ trường mới được đi học. Dạ. Yeah. Yeah. Thôi vậy thì mình ra ngoài đi ha. Dạ. Dạ dạ dạ. Trời đang giông. Tắt đèn. Giông mưa. Thật sự thì tụi em tới đây cũng không biết nói gì hơn cái hoàn cảnh, mà thật sự thì trong cái giống như tụi em đi thăm những hoàn cảnh khó khăn cũng vậy đó. Em cũng mới thăm một cái hoàn cảnh khó khăn, tức là sanh ra chỉ biết tạo ra chỉ biết là để vậy thôi chứ không có nuôi. Mà trong lúc vợ của mẹ của các bé biết, thì lại bỏ các bé như vậy rất là đau lòng. Thì góc độ của chính quyền địa phương ở đây, thì theo như chính quyền địa phương thì như tụi em phải làm như thế nào? Thì kính thưa Mạnh Thường Quân cùng bà con, thì ở đây thì góc độ địa phương thì cổ gia đình của cô Oanh, thì từ khi mà chính quyền địa phương biết là ra tới đây rồi cũng là nhiều lần cũng được hỗ trợ, nhưng mà cái phần hỗ trợ của địa phương nó có giới hạn, chỉ là đơn thuần về gạo mì rồi để hỗ trợ cho cô để dần trả cho hai đứa bé. Thì khi mà cha mẹ của hai đứa bé sinh ra hai đứa bé xong thì không biết lý do thế nào thì bỏ hai đứa bé lại cho bà nội nuôi đó. Trong khi đó thì đi tới thời điểm này thì không có liên lạc được với mẹ nữa, cha thì do hoàn cảnh mưu sinh đi làm thì không có về được, nên là bà ở nhà lụm mũ gia trai để mà mưu sinh nuôi cho hai đứa bé. Thì hoàn cảnh của hai đứa bé thì các anh chị cũng thấy, cháu lớn này thì cũng gần cái tuổi vào nhập học, nó hiện tại là chưa có một tấm giấy nào để chứng minh về cái năng của bé nó. Thì dẫu góc độ huyện địa phương cũng đang cố gắng để thực hiện tạo điều kiện để mà làm cái giấy khai sinh cho bé để mà được tham gia nhập học cùng với các em nó. Rồi riêng bé nhỏ thì cũng đang tạo điều kiện để mà làm nó. Thì qua đây thì hoàn cảnh của gia đình thì rất là khó khăn, thì không biết nói gì hơn nữa. Thì góc độ huyện địa phương cũng mong các Mạnh Thường Quân, cô chú anh chị cũng xem xét và hỗ trợ cho gia đình của cô Oanh và các cháu để mà có được cái cuộc sống đỡ đần hơn. Chị cho em hỏi cái là chị bên phụ nữ phải không? Dạ. Thì thật sự thì ai cũng có gia đình hết trơn á. Nhưng mà em nói cái này không biết là có đúng hay sai nha. Như hồi nãy đó anh bên chỗ chính quyền địa phương cũng có nói là về vấn đề giấy tờ của các bé, giống như là mình đang tạo ra một người con như vậy á, đi ra bệnh viện là mình đã có giấy rồi đúng không? Còn người mẹ này tạo con ra, nhưng mà cho tới ngày hôm nay các bé rất là lớn rồi nhưng mà chưa có một mảnh giấy nào che thân. Thì theo chị, là chị làm bên phụ nữ của phường xã, thì chị suy nghĩ gì về người phụ nữ này? Nói chung là góc độ em là nếu bản thân em là người mẹ là em không bao giờ em bỏ con. Chồng có thể bỏ thiệt nha, nhưng mà con không bao giờ bỏ. Yeah. Đó, thì chỉ không sanh ra với hai đứa bé nhưng mà không có trách nhiệm, không có trách nhiệm với hai đứa bé. Vậy thì nó thật sự là phụ nữ rất buồn. Rất buồn về cái chị này đúng không? Đúng rồi. 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau đúng không chị? Ừ. Mà tại sao mình ráng tạo ra được, mình ráng hy sinh về nó mà mình không nuôi được, mà mình lại bỏ bê nó. Em nói cái vấn đề mà bỏ bê nó, thì cho dù có bỏ bê đi, cho xã hội lo đi, cho Mạnh Thường Quân lo cũng được nữa, nhưng mà phải cho nó một cái tấm giấy để nó che lấy cái bản thân của nó. Nhưng mà đường này không, đúng không chị? Thiếu trách nhiệm. Dạ. Do nhận thức kém. Dạ đúng rồi. Dạ. Thì mình chỉ nói tới đây thôi là cũng đã hiểu thấu cái nỗi lòng của cái người mẹ này rồi. Mình không có nói sâu hơn nhiều, tại vì thật sự ra mà nói là cái này là nó giống như kiểu là cái gì mà không nhà thấp như xã hội là cái gì ta? Tầng cùng của xã hội, thấp kém tầng cùng của xã hội rồi. Dạ, mình không có trách được. Thôi thì nhìn thấy bà nội mà thấy cũng chảy nước mắt á cả nhà. Cũng đứt ruột. Thương nhất là hai đứa bé. Mà chiều giờ là hai đứa bé có gì trong bụng chưa bà? Không, ở nhà là chị không đứng đó đi, chị đứng đây nói được. Yeah. Chị cho em hỏi nè. Tại chị thương con trai chị quá à. Chứ em đi nãy vào vòng sòng bà con vòng vòng ở chòm xóm đây nói hình như con trai chị có vợ nữa là đúng không? Có vợ nữa là đúng không? Cũng có bồ có vợ nữa mà. Nên là đầu này đầu kia sao nó lo sể được.
Dạ thì con trai mà đàn ông mà nó đi ra là phải cũng phải có bồ có bịch chứ mình cũng đâu có cản nó được. Rồi nếu như sanh thêm một người con hai người con nữa mà tạo ra đi, tạo ra một người con hai người con nữa mà không lo được đưa về cho nội thì nội vẫn ôm đúng không? Không lãnh nữa đâu. Không, chắc không? Hai đứa này lãnh hai đứa này à. Tại hai đứa này mến tay mến chân từ nhỏ tới lớn rồi. Không ai lãnh biết nữa. Được đâu. Ai cũng mến tay mến chân hết trơn, ai cũng là cháu của mình. Cô nói là đàn ông mà bước ra đường mà ai cũng có thế này thế kia thì giống như anh em tụi con đây cũng suốt ngày ngoài đường luôn, quanh năm suốt tháng là ở ngoài đường hết, về với vợ chỉ có vài ngày là tụi con lại đi tiếp về, chẳng lẽ anh em tụi con là hàng ngàn ở ngoài không? Nói chung biết sao đàn ông như nó thì nó dạ. Đi đây đi đó cô, nó kiếm vợ tại ăn. Vì tụi con cũng không trách gì cô, tại vì thật sự là cô cũng là một người mẹ thôi, phải không? Cô sanh những người con của cô ra là con cô không có bỏ những người con đó, tụi con rất là quý những cái điều đó. Nhưng mà quay trở lại thì cha mẹ của các bé thì sao? Cha mẹ của các bé là phải bỏ các bé cho cô, rồi một mình cô phải bươi lụm những cái thùng rác, bươi nói chung là nói xin lỗi tận cùng xã hội rồi để làm, nuôi cho các cháu phải không? Làm tất cả những công việc miễn sao dạ. Có tiền để nuôi cho mấy đứa cháu. Tụi con không trách gì cô hết trơn á, cô đừng buồn tụi con nha. Mà không hỏi thiệt nha. Cô có khi nào cô nghĩ cho bản thân của cô một chút xíu nào không? Nghĩ gì giờ thì mình cũng như coi như mình nghĩ mình làm phước nó đi. Chừng nào tới đâu hay tới đó. Rồi con mình làm phước sao được cô? Người ta làm phước ở ngoài kia sao con mình sao đòi làm phước được cô? Có làm phước cho mấy đứa cháu nè. Chứ ở đây khỏi hết ở đây tôi cũng đâu có cần nó đâu. Nếu gửi không gửi thì thôi, nó điện không điện thôi tôi cũng không điện nữa. Vậy cho em xin nhắc lời nè. Làm phước khi nào mà tự bản thân chị lo được bản thân chị, hoặc là tự bản thân chị lo cho được cháu chị là chị mới làm phước. Còn thí dụ bây giờ cái thân chị lo chưa có xong nữa, còn khổ còn bệnh hoạn không ai lo thì sức đâu mà làm phước. Thì ý không có ý nói gì nè dạ. Mình còn sống ngày nào thì làm phước cho hai đứa này nè, làm phước cho đi ngày nào thì nhưng mà ý em nói vậy đó thôi. Ý em nói anh không hiểu có dạ. Nghĩa giống như là tụi em nè bà con, thí dụ tụi em tự lo bản thân tụi em được là tụi em mới đi làm phước được. Không, em nói thí dụ vậy. Còn cái này cái sức chỉ ấy quá thì chị giống như vậy. Nhưng mà chị nói chị làm phước. Giống vậy đó, không phải làm phước đâu. Làm sao mà cô với cháu bà nói chuyện rồi cái kiểu bà không có ấy. Cái này là cái trách nhiệm của bà nội nuôi cháu chứ. Không, nhưng mà các chị ở đây là có bức xúc không? Em hỏi thiệt luôn. Thì bức xúc gì giờ chị, người ta nói mỗi ngày mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà giờ mình thấy hoàn cảnh của thím vậy thì mình thương thím vợ ở đây thôi, còn cha mẹ là sao thì mình đâu biết không được. Phải tại vì á, nói đúng ra là Ngọc hơi bức xúc vậy nè. Cái gì á là em nói thật với chị, cái gì sự thật là sự thật chứ, là em đã biết rõ ràng. Em hỏi bà con đây là con chị có vợ khác rồi, là không có khả năng lo cho mấy đứa này nên tháng mới gửi được cho 500 ngàn. Mà thí dụ chị nói thật sự, tụi em còn thương, bà con còn thương chứ, chị đừng có gì mà cái tình thương mẹ con mà che giấu. Thì cái gì tụi em đi đây ở đây là người thật việc thật, ý em nói như vậy. Thì tôi cũng đó. Nói nó có gì mà đều mà chưa có đâu, chưa có về đây, nó có nó đi ở đây vợ chưa, chưa có về đây đó. chưa có công khai đúng không, chưa có về đây. Nó có chứ mà nó chưa có về đây thì thành ra tôi cũng không biết nó có vợ vậy mà điều nó chưa có về chứ. Ý là có vợ. Nó có vậy. Dạ. Ông chị nói cũng quen biết cặp bồ cặp bịch. Đó, tại vì thì nãy là nghe rất ràng luôn. Nhưng mà ý là có con chưa cô? Mới đâu có 2 tháng nay vậy. À tức là quen được 2 tháng nay. Như là cái kiểu cặp. À. Có thấy là vậy nè. Nếu mà chắc người mẹ 10 thì chắc người cha tới 9 lần. Tại vì người cha con mình đây mà còn cò bơ cò bớt như vậy đây mà đi kiếm cái niềm vui khác, ở vậy nhiều khi chị nói mình nghe mình bức xúc ghê luôn á. Cái này là giống như kiểu là vô trách nhiệm á, cô có thấy vậy quá, không quá vô trách nhiệm. Hả? Luôn vô trách nhiệm là cô cũng có bà nội mẹ luôn, cha lẫn mẹ luôn á. Người cha trước khi nào dám điện tôi chửi cho lắm, điện tôi là tôi chửi rồi tôi nói con cái mày bỏ tao nuôi gì cực khổ muốn chết, tao đi ra ăn mưa giăng nắng muốn chết luôn. Em nói với chị á là mình là coi như là lỗ mũi rơi xuống nước mắt cũng chảy xuống, mình là mình thương con. Nhưng mà ý em nói thương con, nhưng mà một mặt chị cũng phải là rầy la cái gì chị nói, chứ nhiều khi chị nói em nghe là hơi dung dưỡng cho con chị á, giống như vậy luôn á. Không có đâu, bà hỏi hết vấn đề tôi chửi nó dữ lắm, tôi nói mày đừng chứ nên là em mới nói như vậy chứ, thấy chị là thương dữ lắm. Mày hả, một tháng hả mày gửi tao 15 triệu rồi chứ bây giờ đã vô trách nhiệm mà giờ con ê hề đây mẹ đau mẹ yếu đây đi ra ngoài cặp bồ cặp bịch. Cái chuyện là thí dụ cái chuyện đời tư của ảnh là mình không xỏ xen, nhưng mà hôm nay mình xuống thăm là trong cái hoàn cảnh này
thì đôi khi mình bức xúc mình cũng nói những lời như vậy, chứ cái chuyện đời tư ai cũng phải có cái tình cảm, nhưng mà mình làm tròn bổn phận đi, nghĩa vụ của mình đi, rồi mấy cái chuyện mà coi như là nhu cầu cho bản thân mình là mình mới tính tới được. Giống như má Ngọc nói nè, nếu mà anh có thể quen bạn khác ở ngoài cũng được, nhưng mà anh phải đáp ứng được chu toàn cuộc sống cho con của ảnh, thì khúc đó ảnh quen ai cũng được hết. Ở bên cạnh đó thì con ảnh hiện tại bây giờ là cô phải đi đặt từng đống cái chai, đi làm mướn từng ngày để nuôi cháu của mình, thì điều đó là không thể nào chấp nhận được. Có tiền nó cũng như giờ em hỏi chị nè, đổi ra bản thân em chịu trả lời là không có lên nhiều. Em nói chị nè, chẳng hạn như ai cũng nhu cầu bản thân, ai mà không ham muốn, nhưng mà mình á, cái khả năng mình phải biết kiềm chế cái sự ham muốn của mình. Khi mà mình tròn trách nhiệm đi rồi mình muốn ham muốn gì ham muốn rồi. Chứ bây giờ mình chỉ ham muốn là mình đẻ ra vậy rồi rồi coi như là giống như là bỏ phế cho bà nội. Bà nội không nói như rồi tất cả bà con trong và ngoài nước, người ta nhìn vô thì người ta cũng xót xa, người ta cũng thương, người ta cũng lo cho mấy đứa này. Thí dụ vậy đó, là coi như bỏ cho xã hội. Nó ý em nói vậy đó, chứ còn con người mình ai mà không ham muốn, ai cũng ham muốn hết trơn á, nhưng mà mình phải biết kiềm chế. Chứ nói như ai cũng 1000 người ham muốn như cái anh này rồi đẻ ra rồi bỏ phế kiểu này rồi xã hội ai mà lo cho nổi, thiệt luôn. Tại vì cô đâu có, tại giống như là muốn nói nhưng mà mình đâu có thể nào mà la được cái người, cái anh đó. Bây giờ anh không có trách nhiệm, bây giờ mình có không phải ý tôi nói đây là để mấy anh mấy chị, nhiều khi á, những người mà giống như người tốt mình không nói đi, còn chẳng hạn điển hình như là cái vợ chồng anh này nè, thì nên rút kinh nghiệm đi, chứ không phải giống như là chỉ ham hốt cái bản thân thôi. Rồi sanh ra rồi bỏ phế cho cha mẹ mình vậy tội quá, hiếu thảo không trả nữa mà còn báo cha báo mẹ nữa, tội thiệt, xuống thấy bả thương dữ lắm. Nhưng mà nói là mình phải nói chứ còn đúng rồi đúng không cô, tại vì chỉ phải chi mà chỉ một người bình thường chỉ khỏe phắn như tụi em nè là không nói, tại vì mình làm cha làm mẹ làm ông bà là mình sống là mình để lo cho con lo cho cháu, nhưng mà bây giờ chỉ khổ quá trời luôn á, rồi bệnh hoạn không ai lo nữa. Hai đứa này trời trời chị, mưa chị mà bệnh là mệt á. Em ra nhìn em sao? Thấy mưa bão vậy nè, giông gió vậy mà chỉ chèo chiếc xuồng nhỏ xíu vậy mà đi lượm mũ, rồi hỏi bà con đây là có khi đi về chiếc xe chiếc ghe chiếc xuồng không có miếng dây chai nào hết rồi. Chị mất tiêu chân đó đó, nó vậy đó, hỏi đứt ruột đứt gan không. Chị muốn cái ghe luôn rồi. Chị mới xuồng nó luôn nhỏ xíu rồi sống đó đi rồi nó chìm rồi cũng mũ rồi rơi là lắc cái xuồng không cho mất tiêu chân. Nhưng mà chị, em nói thiệt, em thương chị dữ lắm, nhưng mà em bức xúc con dâu chị với lại con trai chị dữ lắm luôn. Mà em nói lên đây á là cũng mong bà con thông cảm, tại vì không phải cái chuyện đó là cái chuyện coi như là cái nhu cầu của con người, mỗi người đều phải có. Nhưng mà đúng rồi, cái dục vọng lớn đẻ ra chỉ biết đẻ thôi rồi bỏ ra vậy là tội quá trời tội luôn thiệt. Rồi mai đây hả, một ngày gần đây có mới thì hả, chắc chắn là sẽ có thêm em nữa. Tại sao chị biết tại sao nãy mà Quỳnh nó bức xúc không? Chị nói là đàn ông này kia, đàn ông cũng 9-10 loại đàn ông cũng tùy loại đàn ông, chứ không phải đàn ông ai cũng như con trai chị. Đó nên nó bức xúc là nó mới trả lời như vậy. Tôi nói nó cái dạ, đó, nó đúng không Quỳnh? Dạ. Tại vì nó là đàn ông, nó nghe là nó nói chung chung là nó bức xúc. Nói nó không có nghe, nói cái là nó bỏ đi chỗ khác, nó đi mất tiêu rồi. Giờ cái hoàn cảnh này thì thật sự là mình không biết làm sao mà nhìn Hà thấy hai đứa bé mà thấy thương quá rồi á má ơi. Thôi giờ bây giờ mình nói đúng ra mình giận thì mình nói vậy thôi. Nhưng mà thương cho chị với hai đứa nhỏ dữ lắm, thì cũng mong bà con xem được mấy cái clip của mấy anh em YouTube đây nhiều quá thì nên cũng không phải nghe, tại thăm hoàn cảnh này đặc biệt quá nè. Nên mấy em cũng đi để coi là cô khổ tới đâu, rồi cũng mong bà con trong và ngoài nước xem và giúp đỡ cho cái cô này, tại cô này giờ cũng hết sức lao động rồi bà con. Mà dạ, cái tình thương của bà dành cho cháu thì ai cũng vậy, chứ không phải riêng một mình chị. Thì mong bà con cũng cho cái tình thương là cho chút xíu tiền để chị có trang trải cuộc sống, chứ nhà trời đất ơi miếng chiếu thì chiếu rách luôn, rồi đi lượm da chai sống hàng ngày, chứ giờ đâu có sức lao động đâu mà ai mà mướn. Đi ra khổ lắm. Thằng nhỏ này ngồi ở đằng trước mũi, rồi bả thì ôm cũng có trong rộng. Vậy đó, mà khổ ghê. Cô vô đây chút xíu, dạ. Con mời vô cô trò chuyện con chút được không? Dạ, con mời đây cô. Dạ, con mời cô vô đây. Để không, em nói vậy nè, không phải tự nhiên mà mời chị. Dạ. Tại vì chị ở gần đây, chị dạ, là qua lại với chị này. Dạ, dạ. Là chị thấy cái cuộc sống chị này khổ như sao, rồi chị nấu để bà con hiểu, thương cho bà cháu của chị. Chị có thể là chị nói cho ngay đi cũng tội nghiệp. Mà mình nói đi thì mình cũng phải nói lại, cũng thông cảm giùm cho bà.
tại vì mình ở đây hàng ngày thân mình cũng biết lắm. Chắc là chắc hai vợ chồng của con đi á, là phải đứa này nè ngồi sau rồi đứa đó thì bà ôm trong lòng bà đi để có khi chiếc lãi có hả? Đi ngoài biển mấy biển đi chị đi ngoài biển mà bơi vòng vòng ngoài biển chứ không phải là bơi trong sông mình đâu nghe. Lớn rồi nè, à, có áo phao gì cho mấy đứa nhỏ không cô? Không có gì hết, chỉ là chở đi theo vậy thôi rồi lụm thôi chứ không có phao bọng gì chứ. Có nguy hiểm gì không cô? Đi vô lòn lòn vô mắm này cũng nó ngay cũng có bữa cũng chìm mà có bữa cũng không có. Chị. Rồi dạ. lúc chìm là hai cháu phải làm sao? Để nó trên mắm. Chị chị cũng sợ dữ lắm nhưng mà giờ khổ quá liều mạng đúng không? Phải liều rồi chứ giờ sao? Không cạn cũng đỡ thì trong mé mắm cũng đỡ. Gửi cho cái con nhỏ đó, nhỏ bác ba nó đó khi nào nó rảnh thì mới gửi được, còn khi nào không rảnh thì đèo theo hết. Trách cha trách má nhưng mà không thể nào mà trách được bà nội. Bà nội thương quá, nói vậy đó. Lên tiếng cả xóm đi lên suốt tiếng luôn nha, mưa nắng gì cũng phải đi suốt luôn, không lụm thì không có tiền cho sữa cho cháu. Rồi ăn rồi đi học rồi này kia cái nọ tội nghiệp lắm, do cảnh sưng luôn. Ngày nào cũng phải đi bơi xuồng đi hết đó. Con hỏi nha, cô ở hàng xóm đây thì cả cái làng mình là lên tiếng là nói về vợ chồng này luôn hả cô? Người ta ta chửi luôn đúng không? Chị đó nói người chửi luôn là phải rồi. Có về đi em chửi luôn phải vậy? Hỏi em chửi nó hoài luôn đó. Chửi luôn hả? Ờ chửi đó đó. Đâu chị chửi làm sao? Nói là ngay đi, mình nói nó thì trời ơi mày ơi. Chửi nó chửi à? Mày đi mày nha, mày cũng phải gán. Dạ. Như bả nhà, bả đụng mũ này kia, bả nuôi con mày cũng tội nghiệp. Mày cũng phải gửi tiền về đất định cho bả. Dạ. Này kia nọ rồi lo tiếp nha. Dạ, con biết rồi mà, con biết rồi. Cuối cùng là con gửi. Biết rồi đúng không? Chị biết vậy thôi, biết về thân phận của mình đúng không? Ra thì biết, nói vậy thôi nhưng mà tiền bạc thì không có. Nói vậy thôi. Chào cô nha. Thì nãy giờ nói chung á là ở đây ai cũng bức xúc vì cái vụ việc mà con gái với con dâu của cô á với con trai á, nhưng mà thấy cô mà thấy thương quá với bà con ở đây ai cũng thật sự là cũng rất bức xúc, nhưng mà cái chuyện gì ra chuyện đó đúng không á? Ơi đúng rồi, tại vì tránh là tránh hai dòng kia chứ còn cô này là thấy tội quá trời luôn. Đúng giờ nãy là cũng không có giống như chị Ngọc với con là Phong Nguyễn cùng với Phạm Tấn với mấy anh em ở đây của Quy với mấy anh em nữa là tính không có biết làm sao để cho quà luôn á, nhưng mà bà con đây thương quá. Ai là cũng muốn mong giúp cho cô, tại vì cô là dẫn theo hai đứa cháu mà đi lụm bịch mũ rồi đủ thứ nữa. Với lại chị quá cũng rồi. Mất khả năng lao động rồi. Dạ. Coi như lụm bậy bạ có không cầu may. Dạ. Chứ còn đâu có ngày làm đâu có được tiền bạc gì. Nên thấy chuyện này mình thì cũng mình thương thấy thương quá. Thấy thương quá mình cô cũng cố gắng thì thôi. Thì ai trách thì trách, còn người nào thương thì thương. Tại vì ở đây cũng rất là khó xử, nhưng mà thôi để Phong cũng dán xin phép Mạnh Thường Quân để chích chỉ là cho mấy đứa nhỏ nó có thêm bịch sữa để nó ăn uống thôi. Thì cũng mong Mạnh Thường Quân cũng thông cảm cho Phong ở đây luôn. Thì con cũng trích số tiền của cô Huệ Tịnh 1 triệu ha, với cô Tâm Độ là 2 triệu để gửi tặng cô ha. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ dạ. 3 triệu ha cô ha. Dạ 1 triệu của sao không? Dạ. Nãy đọc cô bác nào cũng quên luôn á. Tâm Độ với cô Huệ Tịnh. Cô Huệ Tịnh 1 triệu ha, với xin quên Di thêm 1 triệu nữa để tặng cho cô cho mấy đứa cháu ha. Cô Di bên Mỹ ha cô. Dạ. Cô Tâm Độ là 2 triệu. Sao sao cô khóc hả? Một. Này thật sự là hoàn cảnh cũng rất là khó xử, nhưng mà mong Mạnh Thường Quân sẽ hiểu cho Phong nha, để thông cảm. Cảm ơn bà con cô bác giúp đỡ cho bà cháu có cuộc sống. Cảm ơn bà con cô bác ở bên chỗ nào đó ghé lại cho tiền bà cháu. Dạ, bà cháu có cuộc sống thì cũng cảm ơn nhiều lắm. Thật cô cũng đang cố gắng nha, chứ bây giờ phải nói là nếu mà những người con của cô ở đây á xem được cái clip của mấy anh em ở đây á thì dáng cố gắng mình có ba mẹ, chứ mà sinh ra những đứa trẻ này á là con của mình núm ruột đẻ ra mà, chứ đâu có làm vậy được. Ở đây là giống như Phong với Quy với Tấn với mấy anh em ở đây, giống như tất cả những cô bác đây ai cũng có gia đình có con cái hết, chứ đâu phải mình sinh ra rồi bỏ như vậy. Thật sự là con rất là bức xúc cho cái việc mà con cái mà làm như vậy đó. Thì thấy thương là thương cho cô rất là nhiều, với hai đứa nhỏ nên không có tội. Thôi chúc cô sức khỏe nha. Thì Phong cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Thì để mời anh Tâm với chị Ngọc sẽ vô trò chuyện với cô ha. Dạ. Dạ không. Không, cái này là tụi con gửi cho hai đứa nhỏ nó ăn bánh. Cảm ơn cô. Dạ tụi con. Cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ. Dạ cố gắng lên cô. Dạ. Dạ ba má vô ha. Bức xúc quá mà má ơi. Dạ má vô ha, để con cầm má.
Thì hôm nay vợ chồng Tâm Ngọc xuống đây thì không có gì hơn, thì cũng có xíu quà, cái này cái kia, còn cái này của chị Minh xã. Hồi nãy chị xã kia cho mà không, cái này của chị, của chị Minh xã, còn này của mình, cái nào của mình xịt gà, xịt gà, xịt gà đi sau lưng ngọc gì vậy, đi lại sau lưng. Tâm ơi, với em giao mấy cái chai nước rửa chén nước của dạ dạ má cho giúp con đi của đây con, bà mua cốm cho con đây. Đúng giờ đó bà, giờ có lúc nào cảm mà nào đi lại. Mà đem theo cảm ơn này, bắt tay cảm ơn bà. Bây giờ cảm ơn bà thăm nè. Luôn hao sen đúng không? Yeah. Hao sen. Hao sen. Ừ. Nước rửa chén hao dạ. Sen. Nước rửa chén hao sen. Đúng vậy con tay ông bà năm chai nha chị. Dạ. Năm chai em bỏ vô đây. Là năm chai này chị rửa lâu dữ lắm luôn nè. Dạ. Dạ, này thơm dữ lắm luôn. Của công ty hao sen gửi tặng cho chị. Dạ. Còn đây là hai cái bánh mía của công ty Tân Quốc Khánh ở Bến Cát Bình Dương của chị Kiều. Chị Kiều và anh Khải. Dạ, cảm ơn. Bánh ngon dữ lắm nha chị. Dùng cảm ơn cô Kiều với dạ. Chú Khải. Còn đây là dạ. Dạ, còn đây là em mua không biết mua gì. Rồi em cũng không hình dung được hai bé này nên em mua con vịt nướng. Không có hình dung được con bé bao nhiêu lớn nữa nên thấy trong hình thôi. Con thấy vịt bự không á? Thì bự lắm. Nhưng mà điều họ không có hình dung được là bé nhiêu ăn vịt được không? Thấy trong hình lớn lớn. Được, một lát chị chặt ra ha, chị xào nóng lại cháy tỏi hành lợi thơm cho nó ăn nha. Dạ. Con này hợp bách ha. Dạ. Dạ. Với lại tụi em có xíu quà. Cảm ơn cưng. Dạ. Em có xíu quà gửi cho chị để mua sữa cho bé mà gửi cho chị 5 triệu ha. Dạ, cảm ơn. Cầm vô đó nha chồng. Em gửi chị luôn. Em gửi 1 triệu 2 triệu 3 triệu 4 5 5 triệu ha chị ha. Dạ, cảm ơn. Rồi thôi chúc chị sức khỏe nhan lên cho cháu. Chị dạ. Tại nãy em thương chị quá nên em nói vậy thôi. Ừ, có gì có gì đâu giờ đừng có buồn nha, giữ gìn sức khỏe lo cho cháu nha. Không cảm ơn mà cưng cho chị số tiền này mai mốt cưng bằng ăn khá giả lên rồi đi giúp đỡ cho người. Nhưng mà lần này thôi nha bà, đừng có nhận cháu nuôi nữa, thấy chị xót xa quá. Nói thiệt luôn á, tại vì thương là thương chị, là cháu bao nhiêu chị được. Đau bệnh yếu rồi mà còn cu mang cháu nữa nên em mấy bức xúc con chị em nói vậy thôi. Dạ. Nhớ đừng để bụng em nha, nha. Nó không nghe đừng buồn nha, đừng buồn em ha. Dạ. Chị chúc chị sức khỏe nha. Dạ. Con chuyện nữa mà. Ừ, thì... chúc chị sức khỏe nha dạ, chị. Dạ cảm ơn chú. À, tắt vô đi cơ. Dạ. Đại gia mà đâu nó nói làm bỏ hơi vậy chứ. Nói vậy thôi chứ. Không phải, con rất là bức xúc về cái hoàn cảnh như tại vì là chị cũng bức xúc. Dạ cả làng cả xóm này bức xúc luôn chứ không phải là riêng một mình mình. Nhưng mà dạ đúng rồi, tụi nhỏ đâu có tội. Cô sanh các con ra đúng không? Cô đâu có bỏ các con đâu mà cuối cùng là các con của cô phải bỏ các cháu của cô mà cô lãnh hết trơn luôn. Hôm nay thì thật sự là con thấy dạ, cô cũng chúc cô thật nhiều sức khỏe nha để chăm sóc cho tụi nhỏ nha. Hôm nay thì Tấn cũng xin phép trích một số tiền của các cô chú Mạnh Thường Quân, đó là cô Trương Thị Bạch Mai ở Mỹ là 1 triệu, anh Duy bên Mỹ là 3 triệu và chị Mấn Trường 1 triệu, là tổng cộng là 5 triệu để có thể giúp đỡ cho cô nha. Mà con biết sao lý do sao mà bên đây cũng anh Duy cho, hôm nay anh Duy cho không? Là anh Duy là Mạnh Thường Quân của nói đúng ra là rất là nhiều kênh YouTube đó bà con. Chứ không phải là riêng hai kênh này. Tiền của anh Duy là con chết rồi. Không sao mà. Cái số tiền này là số tiền của các cô chú Mạnh Thường Quân. Cô nhận tiền cho con 1 triệu. Dạ cảm ơn Mạnh Thường Quân có giúp cho bà cháu thì có cuộc sống. 3 4 5 triệu. Cô nhận giúp con nha. Dạ. Cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho bà cháu là có cuộc sống, cảm ơn rất nhiều. Dạ. Rồi thì chắc có lẽ là ba má cầm mic khép lại chương trình. Khép video luôn ha. Cái này thì cái phần này thì nếu như mà bây giờ chị có ý gì nè Tấn? Dạ. Anh chính quyền địa phương vô đây đi. Ơi chị phụ nữ nè, cho dễ nè. Chị phụ nữ. Phụ nữ. Bây giờ là mời anh chính quyền địa phương vô đây đi. Tại vì thật sự mà nói thì số tiền tuy là rất nhỏ nhoi nhưng mà cả tấm lòng của bà con trong và ngoài nước gửi cái tình yêu thương. Thì cô ở đây thì cô đi tối ngày nhưng mà tiền không có lận trong người được. Thì mong là cô gửi lại cho bên chị phụ nữ hoặc là anh này
thí dụ một tháng cô chi bao nhiêu thì sẽ lấy lại, chứ không có ôm hết trong mình được, tại vì nhà mình trống trước trống sau cũng không có để được. Đây là thương chị, là em nói vậy thôi. Em nói hồi nãy là 13 triệu 400 đó, chị thấy 1 triệu bây giờ nó còn 17 triệu này. Ừ, cũng gửi nhiều. 13 triệu thôi. Thì được hay không là do chị thôi, chứ giờ biết làm sao, giờ tụi này cũng hết lòng xuống tới đây rồi. Ừ. 2 triệu nữa. 2 triệu nữa. 2 triệu nữa. Tại đó 1 triệu rồi. Lấy là 3 triệu 400 nè. Còn 10 triệu gửi cho cô đó. 3 triệu là em hỏi chị nè, 3 triệu tư là chị xài được bao lâu? Không có đi mua gạo, mua sữa. Không phải, nhưng mà ý em hỏi xài được bao lâu á? Mua đồ cho mấy nhỏ ăn. Dạ, nhưng mà xài được bao lâu? 1 tháng. 1 triệu thôi. 3 triệu mấy xài 1 tháng hả? Nãy đếm rồi. Ủa vậy nãy sao 4 triệu? 5 triệu mấy. Vậy là 14 triệu hả? À, vậy là 14 triệu 400. Vậy là 14 triệu 400. Vậy là đưa cho chị gửi 11 triệu đi. Gửi 11 triệu. Rồi thì cứ đưa cô 3 tháng mấy giờ, 3 triệu mấy giờ 1 tháng hả cô? Không dùng quê 3 triệu tư quá. Cho thím trang trải mua sữa mua gì cho mấy bé đó. Rồi cái này là gửi chị 11 triệu. 3 triệu tư xài 1 tháng hả chị? Chị đếm lại đi chị. 3 triệu tư chị xài 1 tháng. Sữa rồi đâu. Dạ nhưng mà ý em nói vậy đó. Có nghĩa là xài được bao lâu á, ý đó là xài được bao lâu. Cũng đi lụm mũ đồ thêm chứ đâu ở không mà xài không. Bây giờ bữa nay là ngày 4 hả? 4 tháng. Thì chân đâu mình coi như đầu tháng ha, tính vậy. Vậy thôi, gia đình của Tâm Ngọc, Phong Nguyễn, Đoàn Quy Phốt với Từ Thiện Tây Nguyên đúng không? Với Quỳnh. Và tất cả bà con chồng sớm nay xin kính chúc tất cả Mạnh Thường Quân, bà con cô bác gần xa trong và ngoài nước nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, làm ăn phát tài. Xin chào, hẹn gặp lại. Cảm ơn cả nhà hết trơn.